Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Mai Perfume. Hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn một sản phẩm vô cùng mới, vừa mới ra mắt vào năm nay thôi, đến từ nước Ý, và đó chính là chai Gucci The Eyes of the Tiger này. Đầu tiên mình sẽ nói về packaging. Ta có thể thấy là màu chủ đạo của chai nước hoa này là màu trắng, và xung quanh đều có in chìm họa tiết màu vàng kim để trang trí. Bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp này ra nhé. Chai nước hoa của chúng ta được bọc trong một chiếc túi vải dây rút rất là xinh, như thế này này. Và bây giờ mình sẽ lấy chai nước hoa này ra. Cũng đồng điệu, có màu chủ đạo là màu trắng và họa tiết trang trí màu vàng kim. Trên nắp chúng ta còn có cả hình một chú hổ đáng yêu. Mình thấy chai nước hoa này có 3 mùi hương chính là hổ phách, gỗ và vani. Mùi hổ phách và gỗ khiến cho hương thơm mang hơi hướng hoang dã, mới mẻ của phương Đông, nhưng lại được kéo lại bởi sự ngọt ngào của hương vani. Sự kết hợp này khiến cho The Eyes of a Tiger có vẻ như là sẽ rất kén người dùng, nhưng trên thực tế mình lại cảm thấy đây là một mùi hương độc đáo, dễ chịu và dễ sử dụng cho nhiều dịp khác nhau. Mặc dù hãng chỉ mới cho ra mắt chai nước hoa này gần đây, nhưng mình tin chắc rằng nó sẽ xoán ngôi vị bestseller của Gucci sớm thôi. Nếu bạn là người yêu thích sự quyến rũ theo phong cách tinh tế, sang trọng thì mình chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ khiến bạn hài lòng. Và sự thật là mình đã quyết định mua luôn một em này sau video review này các bạn ạ. Còn bạn thì sao?